các cấp, các ngành, các địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ chính trị, xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo, quyết tâm chính trị cao trong việc khởi công dự án trọng điểm trong và ngoài ngân sách của tỉnh, góp phần vào tăng trưởng, tạo đà phát triển kinh tế xã hội, đồng thời huy động các nguồn lực, tham mưu cơ chế để triển khai các chỉ thị nghị quyết của tỉnh ủy. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy ngày 11 tháng 8. Hội nghị đã thảo luận về báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm dự kiến khởi công năm 2022. Có 14 dự án đầu tư ngoài ngân sách và 6 dự án đầu tư công. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, một số dự án đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhiều đại biểu cho rằng cần rà soát lại dự án dự kiến khởi công năm 2022, mang tính khả thi và giao trách nhiệm cụ thể cho các ngành địa phương, đôn đốc nhà đầu tư trong triển khai thực hiện, phân tích những thuận lợi khó khăn của từng dự án để tập trung chỉ đạo thực hiện. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc, bao gồm Vân Sơn, Quyết Chiến và Ngổ Luông, trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu khẳng định đây là các địa phương có tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch với nhiều hình thái đa dạng. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch còn yếu kém. Trong 15 tiêu chí cụ thể trở thành khu du lịch cấp tỉnh, thì các xã vùng cao huyện Tân Lạc mới chỉ có một tiêu chí đạt. Để nghị quyết đi vào thực tiễn, nhiều đại biểu đề nghị cần tăng cường quản lý đất đai, nếu không sẽ có tình trạng gom đất, gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư sau này. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến nguồn lực đầu tư hạ tầng, giữ gìn văn hóa dân tộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, dự thảo báo cáo và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kết quả 5 năm thực hiện kết luận số 76 ngày 8 tháng 8 năm 2017, 3 năm thực hiện kết luận số 246 ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 09 ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 về đẩy mạnh phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2020. Nhiều đại biểu đề nghị cần rà soát lại công tác quy hoạch, công tác xử lý rác thải rắn các nhà máy trên địa bàn tỉnh, có cơ chế để thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực này. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, các dự án trọng điểm dự kiến khởi công năm 2022 từ nguồn vốn trong và ngoài ngân sách có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Vì vậy, cần phải tập trung chỉ đạo. Các sở ban ngành, các địa phương phải vào, bắt tay vào để mà triển khai một cách quyết liệt đồng bộ. Có hai khâu rất là quan trọng. Một là khâu chuẩn bị đầu tư. Thì các sở ngành được giao là phải rất là chủ động, tích cực để mà tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh. Hai là khâu giải phóng mặt bằng, là phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hôm qua tôi làm việc với Lương Sơn thì báo cáo của đồng chí là nguyên năm nay giải phóng là 555 hectare. Thì như vậy cả dự án đầu tư công, cả dự án đầu tư tư đều cần mặt bằng sạch. Và đặc biệt là tôi nói với đồng chí là các cái dự án giao thông trọng điểm của tỉnh mà không giải phóng mặt bằng được, có những dự án đã bố trí vốn rồi, không tổ chức khởi công được mà có mặt bằng sạch, thì tôi nói với đồng chí làm sao mà giải ngân được. Còn nếu chúng ta giải ngân sớm, với tốc độ giải ngân hiện nay của các địa phương và các bộ ngành, thì tôi nói anh Khánh là nếu chúng ta mà tiêu tiền càng nhanh thì có thể xin bổ sung vốn của Trung ương. Chúng tôi dự kiến là như vậy, là báo cáo của đồng chí là 8 cái dự án trọng điểm, không phân biệt là khởi công năm nay hoặc năm sau, mà nó sẽ là cái dự án trọng điểm của cái nhiệm kỳ này. Còn sau này nếu chúng ta thu hút được các dự án lớn, quy mô lớn thì chúng ta sẽ xem xét để đưa vào để chỉ đạo. Báo cáo ông chí là nếu chúng ta thúc đẩy tháng 9, tháng 10 hoặc kể cả cuối năm nay mà cái dự án của tập đoàn Sun Group triển khai trên địa bàn tỉnh của chúng ta trong hai cái huyện Kim Bôi và Lạc Sơn, thì báo cáo các ông chí là sẽ rất là trọng điểm. Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình
hai là cái dự án từ Xuân Mai lên Lương Sơn. Đây là hai dự án mà trong năm nay và đầu năm sau tôi đề nghị các đồng chí phải tập trung chỉ đạo. Vì hai cái dự án này là cái dự án cốt lõi cho tỉnh Hòa Bình của chúng ta, kết nối với thủ đô Hà Nội. Để khai thác được tiềm năng thế mạnh khu vực các xã vùng cao Tân Lạc trong phát triển du lịch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cần quan tâm đến công tác quy hoạch và xây dựng các mô hình du lịch để tạo sự lan tỏa tại địa phương. Trong công tác xử lý rác thải, cần có cơ chế huy động các nguồn lực thu hút đầu tư lĩnh vực này. Ba xã này là xây dựng ba cái khu du lịch cộng đồng. Các đồng chí chọn cho tôi ba cái bản thật đẹp. Và ba cái bản này thì sau này giao cho ban cán sự ban tỉnh chỉ đạo có kinh phí để đầu tư, giao cho Sở Văn hóa Du lịch cầm tay chỉ việc hướng dẫn và xây dựng được ba cái làng, là cho một cơ chế để mà giao cho ban cán sự chỉ đạo các ngành là tiền sử dụng đất của các cái dự án đầu tư về mặt khu dân cư rồi dịch vụ thương mại thì cho phép giữ lại cho Tân Lạc để đầu tư cho giao thông cho ba cái xã này, kết hợp với nguồn ba cái nguồn vốn giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cộng với cái tiền này rồi các cái tiền của nhà đầu tư vào thì báo cáo ông chí là 230 thì mới thành khu du lịch được, vì bây giờ mới được đạt được một chiêu tí, còn các tiêu khác thì chúng ta sẽ dần dần sẽ đạt. Chúng ta tính toán như vậy thôi, thống nhất là quản lý rác thải sinh hoạt rắn trên bản đô thị của tỉnh Hòa Bình. Một là có cái cơ chế huy động ba cái nguồn vốn, một là đầu tư công, hai là PPP, ba là đầu tư tư để cho phép để chúng ta huy động để xây dựng các nhà máy xử lý rác thải. Và bây giờ giao cho ban cán sự ban tỉnh chỉ đạo ban tỉnh. Bây giờ các đồng chí lập quy hoạch đi. Kêu gọi đầu tư một cái nhà máy xử lý thải cho thành phố Hòa Bình và vùng phụ cận. Liên quan đến việc phát triển các khu cụm công nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cần tiếp tục rà soát, đánh giá lại về hiện trạng những kết quả đạt được và chưa đạt được để đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện các báo cáo tờ trình, dự thảo, nghị quyết.